Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa tham dự lễ khởi động chuỗi chương trình tư vấn cung cấp thông tin cho địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam về thị trường xuất nhập khẩu. Lễ khởi động được diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của điểm cầu tại các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các sở công thương. Tại lễ khởi động, Bộ trưởng cho biết chuỗi chương trình tư vấn cung cấp thông tin cho địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam về thị trường xuất nhập khẩu thực hiện trực tuyến là một trong những chương trình của Bộ Công Thương nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105 NQCP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chỉ thị số 26 CTTTG về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, góp phần thiết thực giúp doanh nghiệp tháo gỡ các rào cản thông tin thị trường, kịp thời cập nhật những diễn biến, chính sách và quy định xuất nhập khẩu mới trên thị trường quốc tế. Bộ trưởng khẳng định, Bộ Công Thương sẽ triển khai hoạt động này thường xuyên và thường niên. Theo kế hoạch, tiếp nối 20 phiên tư vấn, chương trình sẽ được tổ chức thường niên bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên khắp các thị trường xuất nhập khẩu là đối tác thương mại của Việt Nam với quy mô dự kiến 50 đến 60 phiên tư vấn một năm nhằm thường xuyên cung cấp các thông tin cập nhật, hữu ích, giải đáp các khó khăn vướng mắc nảy sinh để hỗ trợ cho các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp trên cả nước, qua đó góp phần phát triển xuất nhập khẩu bền vững. Chuỗi chương trình được triển khai liên tục từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 với 20 phiên tư vấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.